Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện một chiếc ghế bập bênh cho bé nhé. Mình đã chuẩn bị một khung ghế bập bênh cộng với 32 sợi dây, 3 xoắn, 3 ly và mỗi sợi dài 5 mét. Đương nhiên là mình sẽ cần có kéo rồi. Với khung ghế này thì sẽ vừa với 32 sợi dây, thì tùy theo khung ghế mà các bạn sẽ điều chỉnh lại số lượng sợi dây, miễn sao số lượng dây phải là số chẵn nha. Đầu tiên thì mình sẽ dùng nút sơn ca ngược để đính tất cả những sợi dây nào này vào phần thành ghế. Đầu tiên mình sẽ đan một hàng nút vuông. Ở hàng thứ hai mình cũng sẽ đan nút vuông luôn, nhưng mà mình sẽ đan một nút, sau đó bỏ trống một nút nha các bạn. Hàng đầu tiên thì mình sẽ đan toàn bộ nút vuông trước. Mình cũng đảm bảo chia dây làm sao cho dây sẽ nằm đều ở phần thành ghế.
Như bạn có thể thấy đây là ở hàng thứ hai, mình đang một nút là bỏ trống một nút nha. Mình tiếp tục bước tiếp theo với nút double half hitch chéo. Mình sẽ chia đều dây ra như thế này, cứ mỗi hai nút vuông mình sẽ đan một viền vòng quanh tạo thành một hình tam giác. Mình sẽ tiếp tục như vậy cho đến hết hàng dây. Và ở hàng thứ hai thì mình cũng sẽ lặp lại tương tự như vậy. Một hàng toàn bộ nút vuông, hàng thứ hai sẽ là đan một nút, bỏ trống một nút và sau đó sẽ thực hiện nút double half hitch chéo để tạo thành viền cho mỗi tam giác ngược. Mình xong hàng đầu tiên, mình sẽ lặp lại tiếp tục như vậy với hàng thứ hai.
mình đã xong hai hàng rồi nha. Tiếp theo đây mình sẽ vẫn sử dụng nút double half hitch knot chéo để thực hiện những đường viền tiếp theo. Đầu tiên là mình thực hiện những đường chéo từ bên trái qua bên phải trước nha. Mình hãy đảm bảo cho các nút thắt của mình được xích lại gần với nhau, càng gần càng tốt ha các bạn. Mình đã xong phần đường chéo từ bên trái sang bên phải. Bây giờ mình sẽ làm chiều ngược lại. Mình sẽ làm tương tự như vậy cho đến hết nha. Hoàn tất rồi này các bạn. Tiếp sau đây chúng ta sẽ đang
những hình thoi. Ở phần giữa mỗi hình thoi sẽ là một nút vuông. Mình sẽ sử dụng 4 dây ở chính giữa mỗi hình thoi để tạo thành một nút vuông ở ngay đỉnh. Bạn có thể thấy đây là ngay phần mũi nhọn nè. Và sau đó tương tự mình cũng sẽ sử dụng nút double half hitch knot chéo để thực hiện phần viền hai cạnh dưới của hình thoi. Đảm bảo sao cho phần viền này cũng thẳng hàng với đường chéo phía trên nha. Mình sẽ tiếp tục như vậy cho đến hết hàng này và sau đó mình sẽ làm tương tự như vậy nữa với hai hàng tiếp theo. Bạn hãy cố gắng luôn giữ cho các nút thắt của mình được thẳng hàng với đường chéo phía trên ha.
mình đã hoàn tất hàng đầu tiên. Như đã nói trên, mình sẽ tiếp tục như vậy thêm 2 hàng nữa nha các bạn. Mình đã xong rồi. Tiếp theo đây mình cũng sẽ thực hiện một hàng hình thoi nữa. Tuy nhiên với hàng hình thoi này mình sẽ làm phần viền riêng ha. Bây giờ mình sẽ làm thêm một hàng nút double half hitch chéo nữa. Sau đó mình sẽ đan hình thoi và viền ở bên dưới là viền đôi. Bây giờ mình sẽ làm phần viền dưới nha. Như đã nói trên, mình sẽ thực hiện 2 hàng nút. Và mình sẽ thực hiện giống như vậy cho đến hết.
mình đã hoàn thành rồi. Tiếp theo đây thì ở giữa mỗi hai hình thoi mình sẽ đan 3 nút vuông. Đầu tiên là sử dụng 4 sợi dây ở giữa nha để đan nút vuông đầu tiên, và 2 nút vuông tiếp theo. Mỗi nút vuông thì mình sẽ sử dụng 2 dây của nút vuông ở giữa và 2 dây ở hai bên. Như thế này nha các bạn. Mình sẽ làm tương tự cho đến hết dây. Mình có thể thấy thì mỗi bên rìa mình có 4 dây dư, mình sẽ đan mỗi bên thêm 1 nút vuông nữa ha. Đây, 4 dây này đây các bạn. Làm tương tự với bên còn lại. Đây là thành quả của mình đến lúc này. Bây giờ mình sẽ chia dây làm 3 phần. Phần giữa trung tâm sẽ gồm có 6 nút vuông. Mình sẽ đan một trái tim ở giữa. Với hàng đầu tiên mình sẽ đan 4 nút vuông và mình sẽ bỏ trống phần nút ở giữa. Những hàng tiếp theo thì mình sẽ đan lần lượt.
cũng là nút vuông luôn, nhưng mà hàng thứ hai sẽ là 6 nút. Mình sẽ chừa ra một số phần trống để thể hiện được trái tim rõ hơn. Đây là những phần trống mình đã chừa ra nè. Thì bạn hãy lưu ý là nếu mình chừa bên trái như thế nào thì bên phải mình cũng sẽ chừa tương tự như vậy để tạo nên sự cân bằng ha. Mình sẽ tiếp tục đan những nút vuông đôi như thế này cho đến khi chạm vào được tới phần chỗ ngồi của ghế ha. Mình đã xong đến đây rồi. Tới đây thì bạn cũng có thể tiếp tục đan và kết dây ở phần viền phía trước của ghế. Tuy nhiên mình muốn cho ghế được chắc chắn hơn nên là mình sẽ luồn dây ở phần lưng ghế như thế này. Mình sẽ dùng mỗi hai sợi dây choàng qua phía trên và sau đó luồn vào giữa hai sợi dây. Mình sẽ làm tương tự như vậy cho đến đối với mỗi hai sợi dây nha các bạn.
như thế này nha. Mình chia đều dây ra, đảm bảo sao cho dây mình sẽ phủ đều hết phần thanh. Mình làm tương tự đến hết nha. Mình đã hoàn thành rồi, bây giờ mình sẽ chỉnh sửa dây lại cho dây được nằm đều ra, cũng như là đảm bảo nằm đúng vị trí của dây. Đây là mặt sau ha các bạn. Tương tự thì mình cũng sẽ điều chỉnh sao cho độ căng của các sợi dây đều với nhau và phần dây được đính chặt vào phần thành ghế. Mình sẽ tiếp tục thực hiện nút vuông đôi để đan phần chỗ ngồi của ghế ha. Một nút vuông và cùng trên 4 sợi dây mình sẽ đan nút thứ hai. Và mình sẽ làm tương tự như vậy cho đến hết dây. À mình xin lỗi là cho đến khi mà phần dây sẽ chạm đến phần thành trước của ghế. Mình đã xong hàng đầu tiên, mình sẽ làm tương tự như vậy cho các hàng còn lại.
Mình sẽ đan đến đây nha. Sắp hoàn thành rồi nè. Ở phần chỗ ngồi nè thì các bạn có thể nhìn thấy là dây mình đang làm sao cho phần chỗ ngồi của ghế hơi chùng xuống một chút. Mình sẽ không làm cho dây quá căng, vì dây quá căng thì nó sẽ tạo nên một độ cứng nhất định mà khi bé ngồi sẽ không được thoải mái cho lắm. Bạn cũng lưu ý thêm là với dây cô tông thì nó sau một thời gian ngồi thì dây sẽ giãn ra một chút nha các bạn. Bây giờ mình sẽ luồn những phần dây còn lại vào phần thành trước của ghế. Bạn cũng có thể thấy là mình chia đều phần dây sang hai bên và phần giữa là số dây còn lại. Bây giờ mình sẽ đan một hàng nút vuông. Trước khi đan thì mình cũng sẽ điều chỉnh dây lại cho đảm bảo độ căng sẽ vừa phải và dây cũng được đính chặt vào phần thành ghế ha.
bạn có thể thấy là phần bên trái mình đang 6 nút vuông, ở giữa là 4 nút và bên phải là 6 nút. Bây giờ mình sẽ chia thành 5 phần. Mỗi phần sẽ là 3 nút, riêng phần giữa sẽ là 4 nút. Ở mỗi phần này mình sẽ đan thêm các nút vuông tạo thành hình tam giác ngược và sau đó mình sẽ đan viền bằng nút double half hitch chéo ha. Phần này thì bạn phải đảm bảo là đan các nút sát vào phần thành ghế. Nếu không thì khi mà trong quá trình bán ngồi thì dây nó sẽ bị tuột về phía sau nha bạn. Mình sẽ làm tương tự như thế này đối với tất cả các phần còn lại. Riêng phần giữa với 4 nút vuông thì mình sẽ đan phần viền đôi ha. Bây giờ mình sẽ cắt đi phần dây thừa ở phần hoa văn giữa và sau đó dùng những sợi dây thừa này để buộc phần đuôi của các hoa văn còn lại. Bạn hãy đầu tư cho mình một chiếc kéo thật là bén khi mà mình đan những sản phẩm macrame ha, để cho đảm bảo lúc mình cắt dây thì dây của mình sẽ đẹp hơn và nét cắt của mình sẽ ngọt hơn. Bây giờ mình sẽ sử dụng nút buộc dây, nút gathering knot để mình hoàn thành phần đuôi của những hoa văn còn lại. Và sau đó mình sẽ cắt gọn sao cho phần dây thừa vừa chạm đến phần thanh ở phía dưới của chiếc ghế đó các bạn. Nếu mình để chừa dây quá dài thì trong quá trình chiếc ghế của mình bập bênh thì dây sẽ dễ chạm đất và sẽ rất là màu dơ. Mình sẽ giấu phần dây thừa này đi. Và chỉnh sửa dây lại cho đều. Mình cắt dây đến đây ha. Và làm tương tự như vậy đối với các phần còn lại.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của mình. Chúc các bạn thực hiện sản phẩm này thành công nha. Và hy vọng các bạn sẽ theo dõi kênh của mình để tiếp tục cập nhật những video tiếp theo. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.